Chào anh em. Trên Tây Bắc chúng tôi thì hiện tại đang vào vụ đông xuân, cũng sắp chín rồi. Thì thời điểm bây giờ là cái thời điểm nhiều chim nhất của rừng Tây Bắc này. Chim nó bắt đầu tập trung vào phá hoại mùa màng này này. Thì người dân bắt buộc là phải đi canh. Đây như góc này các anh em thấy này. Này. Người dân người ta vào đây canh. Ngồi ở đây. Làm đủ các thiết bị để xua đuổi chim. Đấy. Để tạo ra tiếng động hay là những cái quần áo bỏ đi để treo vào. Để tránh những con chim vào phá hoại. Ở trên này thì cái vụ đông xuân này thì rất ít thôi, bởi vì nước nó không đủ để tưới tiêu. Đấy, ví dụ như cái đoạn trên kia là không đủ nước để mà làm này. Chỉ làm như này thôi. Có những hộ người ta không muốn phí đất thì người ta làm, còn những hộ nào thiếu ăn người ta cũng vào làm. Chủ yếu là những hộ thiếu ăn thôi. Còn ngoài ra người ta làm một vụ hết ở trên này. Trên hiện tại chỗ bản mình thôi. Mình là ở bản Nà Khuyết, xã Trà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Thì ở cái bản mình thì thường là như thế. Những hộ nào thiếu ăn người ta làm. Còn những hộ người ta muốn làm để bán này thì người ta làm thôi. Còn thường thường thì những nhà người ta đủ ăn rồi người ta thôi. Người ta chỉ làm một vụ thôi. Bởi vì ruộng đất ở đây thì cũng khá nhiều. Trên đồi khá nhiều, nó chỉ đến vụ mùa mưa thì mới làm nó mới ok được. Hôm nay thì mình sẽ dẫn anh em đi vào xem cái hệ thống đổi chim này nha. Đổi chim chim cu rừng này, chim sẻ này. Còn loại chim nữa, không biết chim gì. Cái chim đen đen ấy, cái mỏ to to ấy, nó bị ăn phá hoại hơi bị căng luôn. Chim đấy là nhiều nhất này. Giờ đi vào xem nha. Đi ra bãi ruộng dưới này xem. Bên này vào đây vòng quá. Nha anh em hãy cùng mình đi vào xem nha. Đây có một cái lán không có ai về trông này anh em. Mà cái chỗ không có ai về trông này thì con chim sẽ tập trung vào rất là nhiều luôn. Đây mình sẽ đuổi xem cho mọi người cùng xem cái đoàn chim này nhá. Nhiều cực kỳ luôn. Nó bé quá cho nên là không nhìn thấy cái gì. Đây là cái hệ thống mà để đuổi chim này. Cho một mấy cái lon bia ở đây. Xong rồi làm mỗi dùng một cái sợi dây kéo qua đến đoạn dưới làm một cái nữa. Cái lán kia thì để lại một đoàn dây. Xong buộc vào một cái que để kéo. Kéo để nó tạo ra cái tích động như thế nào. Đấy. Thì chim đến khu vực này thì chim sợ. Chim sẽ chạy đi. Thì ở đâu cũng thế thôi. Trên kia cũng có một lán này. Đây một lán này. Đây một lán, đằng sau mình còn hai lán nữa. Ba lán chứ.
đây một lán, bên này một lán, dưới này một lán. Đấy, một cái ruộng nó chỉ ít thế này thôi. Mình nghĩ nếu mà làm nhiều ấy thì ai cũng làm ấy thì chim nó sẽ tập trung ít hơn, thì chim nó sẽ phân tán đi mỗi nơi một tí. Còn cái này thì chỉ có mấy hộ gia đình làm ấy, cho nên là nó hơi khó khăn một tí, thì chim nó sẽ tập trung vào những cái chỗ mà có lúa thóc như thế này, sẽ tập trung rất là nhiều. À, vụ nhất là cái vụ chiêm này thì khá nhiều chim. Vụ chiêm này thì cũng là cái vụ năng suất nhất rồi, vụ được nhiều thóc nhất trong các vụ. Nhưng mà cái vụ này thì lại ít người được làm, bởi vì nó thiếu nước tưới tiêu. Hai đứa này thì thứ bảy, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật được nghỉ là đi ra đây cành hộ bố mẹ. Thằng mày nó lớp mấy rồi? Năm. Lớp năm à? Thế mẹ Thỏa hả? Học lớp 3 thôi à? Đi Thỏa thì học lớp 3, thằng này học lớp 5 rồi này. Về đây trùng hộ bố mẹ. Bây giờ bài về đánh chứ ở đây. Đến cái vụ như thế này thì rất là khó khăn, rất là khổ. Bởi vì một gia đình phải đi làm cả năm mới đủ ăn. Thì phải một người phải đi ra đây canh để đuổi chim. Ít nhất là một người mỗi góc ruộng. Ít nhất là một người để ra ruộng canh đuổi chim. Còn người lớn tuổi người ta đi thì người ta có thể là mang theo và chài để đan. Như mấy thằng nhóc ở đây thì nó chỉ biết ra đây ngồi chơi thôi, nó không làm cái gì cả. Nhưng mà cũng đỡ đi một phần thì bố mẹ đi làm. Đấy. Thì những nhà nào con chưa lớn thì có thể là lấy để người lớn đi canh. Có người đi canh mà có người không đi canh, thì những cái người mà không đi canh thì chim sẽ tập trung vào nhiều nhất ở cái bãi ruộng nhà đấy, thì nó sẽ bị mất khá nhiều thóc. Hệ thống đổi chim chỉ có thế thôi đấy. Nhưng mấy cái cọc ấy là mấy cái lon bia treo lên, xong rồi thấy chim về thì lắc để cho nó chim bay đi. Đây này, đoạn này có một cái này, hai dây, một dây đi bên này, đi bên này. Giờ chỉ cần kéo này thôi là bên kia kêu thì chim về, là chim có thể là chim nó bay đi, chim sợ, xong chim bay đi. Bên này cũng thế, chỉ cần kéo một phát là kêu bên kia. Đấy, xong rồi chim nó chạy bay. Không canh như thế này thì chim nó ăn hết thóc lúa là không thu hoạch được gì. Cả một vụ làm thì video của mình thì đến đây kết thúc. Xin cảm ơn anh em đã xem video. Anh em nhớ like, share và đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới nhất sắp tới của mình. Hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye.